Mới được mấy phút cái bị báo cáo. Có hai tát vô. Tát cắt tiếng của hắn. Tát tiếng đây đây. Hôm nay Ly sẽ có hẹn một bạn. Ly xin chào tổng chào và quý vị nhé. Hồi chiều Ly like xong thì cả Bắc Cầm ở bên Mỹ với anh cư xá Duy Tân với Ly ngồi nói về ông Nguyễn Bá Thông. Đấy thì sau đấy thì cả Ly, cả Bắc Cầm, cả anh Duy Tân đều nói là cái đạo Công giáo thì nó cái nọ cái kia. Thì có một bạn nó vô phản đối, nói là giống như kiểu là một số linh mục xấu thôi, chứ cái tôn giáo của bạn đi không có xấu. Thì Ly khẳng định lại là Ly nói là cái đạo của bạn nó là xấu từ trong kinh thánh xấu ra, thì người đó vẫn có phục. Thì Ly mới bảo nếu phục đó, thì tối nay hẹn 8 giờ tranh luận với Ly. Ly sẽ đưa những điều trong kinh thánh ra để tranh luận. Thì người đó bảo ok. Cho nên Ly cứ bật lên đây để hy vọng người đấy vào, nhưng mà chắc là không thấy. Thì sẵn thì Ly đọc cái bài này của cái bác ở bên Pháp ấy. Thì bác viết là Ly nghĩ là đọc cái bài này mọi người cảm thấy rất là tự hào. Thì Ly cũng giới thiệu là đây là bác Matthew Lê Anh. Thì cũng kể sơ về tiểu sử bác ấy là bác ấy cũng từng phải đi cải tạo, đi học tập cải tạo sau 75 rồi bác ấy vượt biên sang Pháp rồi làm giáo sư triết học, bây giờ về hưu. Thì bác viết một bài như vậy, đi đọc cờ quý vị nghe nhá. Việt Nam đất tình người tình dân tộc. Một cửa hàng thực phẩm miễn phí cho dân nghèo trong mùa dịch Covid-19 vừa được khai trương sáng ngày 21 tháng 4 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn. Việt Nam không những phát khẩu trang miễn phí cho dân, chữa bệnh miễn phí, bao ăn ở và dịch vụ y tế miễn phí khi bị cách ly và trong thời gian chữa trị. Ngay cả đối với người ngoại quốc dương tính cần được nằm viện tại Việt Nam, điều mà gần như các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ không nước nào làm được. Bản thân tôi ở Pháp, ngay một chiếc khẩu trang cũng không thể tìm ra. Chỉ đành cắt may khẩu trang bằng vải và hạn chế ra đường hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần một lần để mua thực phẩm, đồng thời ăn ít lại. So với thời Việt Nam Cộng Hòa, chưa bao giờ người Việt đùm bọc yêu thương nhau như bây giờ. Có thể nói đây là bước thành công lớn của nhà nước Việt Nam với chủ trương đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Nhà Phật có câu chiến thắng ngàn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Trung Quốc và thắng luôn cả muôn vàn gian khổ nằm gai nếm mật bị bao vây kinh tế trong hai thập kỷ từ 75 đến 95, bị cả thế giới ghẻ lạnh cô lập, tứ bề thọ địch. Nhưng những chiến thắng ấy chỉ là thắng ngoại địch. Thắng được lòng người Việt Nam mới đúng là chiến thắng khó nhất. Nghị quyết 36 của nhà nước Việt Nam đã giang tay chào đón và mang tình tự dân tộc đến người Việt hải ngoại. Ngày nay những công dân Mỹ đã ngang nhiên hô hào yêu nước và hướng về dân tộc, đồng hành cùng dân tộc như Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Trịnh Quốc Thiên, Nguyễn Mạnh Cường, Esada, Nguyễn Quang Trường, Võ Đông Công, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu. Ngay cả Bích Duy Phạm, Hà Văn Sơn dù vẫn còn ngập ngưỡng chưa nói ra tận đáy lòng sự ủng hộ Việt Nam, và tuy giữa họ vẫn tồn đọng những dị biệt, nhưng tất cả đều cùng ít nhiều đồng thuận dưới lá cờ đỏ của đất nước, bất chấp nguồn gốc cờ vàng của họ cao hay thấp, nông hay sâu, đậm hay nhạt. Có thể những người kể trên cũng chưa làm gì lớn lao cho đất nước, nhưng không thể phủ nhận công đầu tiên của họ, đó là nhờ họ mà nhà nước Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tự nhiên đi bấm luôn. Mà nhà nước Việt Nam
Và tuy giữa họ vẫn tồn đọng những dị biệt, nhưng tất cả đều cùng ít nhiều đồng thuận dưới lá cờ đỏ của đất nước, bất chấp nguồn gốc cờ vàng của họ cao hay thấp, nông hay sâu, đậm hay nhạt. Có thể những người kể trên cũng chưa làm gì lớn lao cho đất nước, nhưng không thể phủ nhận công đầu tiên của họ, đó là nhờ họ mà nhà nước Việt Nam phá vỡ chất keo sơn, chất keo sơn trong ngoặc kép của các cộng đồng được gọi là chống cộng cực đoan tại các vùng đông đúc người gốc Việt tại Mỹ như Nam Cali, Bắc Cali, Houston, v.v. Tuy nhiên, không nên quên rằng công đầu của cuộc vận động hướng dẫn dư luận quốc ngoại quy về đất nước dân tộc lại chính là từ Giao Điểm và Sách Hiếm. Với học giả Trần Trung Ngọc, những nhân vật như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng kể trên đã đi sau Trần Trung Ngọc và Sách Hiếm cả thập kỷ. Vào những năm trước và sau 2000, Sách Hiếm và Trần Trung Ngọc đã nhìn thấy ánh bình minh của đất nước lóe lên, trong khi những nhân vật như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng vẫn đang tìm cách chống và lật đổ nhà nước Việt Nam. Ngày nay, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19, gần như toàn bộ ý lực chống cộng của các cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã được thay thế bằng sự thờ ơ với Đảng Việt Tân, sự khinh bỉ và xa lánh các dư luận viên như Trần Nhật Phong, Huỳnh Quốc Huy, Dương Đại Hải, Ngô Kỳ, Ly Sà Phạm. Các đài Việt ngữ ngày xưa rất là uy tín như VOA, BBC, v.v. chỉ còn xem họ không khác đám chim màu sắc vẹt, két nuôi trong lòng, lâu lâu đến cho chúng ăn vài hạt rẻ để chúng hót cho vui tai. Những người trở về với dân tộc kể trên có thể có nhiều lý do dị biệt, người thì vì thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, kẻ thì phù thịnh không phù suy, người thì muốn cáo chết 3 năm quay đầu về núi, người lại yêu nước vô điều kiện khi thấy được ánh sáng của chính nghĩa. Nhưng tất cả bản thân và gia đình họ gần như đã tách lìa khỏi vận mệnh của đất nước, có thể yên tâm sống trong giàu sang vật chất nơi xứ người, nhưng họ lại chấp nhận sự khinh miệt chửi bới của búa rìu dư luận công giáo và cờ vàng chống cộng cực đoan, liên tục lên diễn đàn giải thích những ưu điểm của nhà nước Việt Nam trước cộng đồng hải ngoại. Đây là chiến thắng lớn của nghị quyết 36. Người cộng sản đã biết dùng sức mạnh của dân tộc để vượt lên tất cả, chiến thắng ngoại xâm này, bước trên trong gai mũi nhọn của mọi gian khó, và điểm đến cuối cùng là nối vòng tay lớn cho tất cả người Việt ở năm châu bốn biển. Thử nhớ lại từng bước đi của con hồng cháu lạc trong 2 thiên niên kỷ với bao thăng trầm chua xót. Việt Nam bắt đầu suy thoái khi nhà Trần sụp đổ kéo theo sự suy vi của đạo Phật, mà thay vào đó là thời kỳ hưng vượng của Nho giáo vào đầu hậu Lê trở về sau. Vào thời Lê, kẻ bị tru di đầu tiên là đại công thần khai quốc Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi với vụ án Lễ Chi Viên đó bà con, nó bị vu cho là có âm mưu phản nghịch rồi giết cả tru di tam tộc, đánh dấu sự cai trị sơ cứng xa lìa đức khoan dung nhân ái của đạo Phật, trải dài từ thời Bà Trưng Bà Triệu cho đến Lý Trần. Nhưng đất nước chịu lắm thăng trầm đau khổ là từ khi nhà Lê mất ngôi, đưa đến cuộc nội chiến tương tàn Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài 200 năm. Cái này là chúa Nguyễn Hoàng. Chúa Nguyễn Hoàng thì với Ly nói sơ một xíu là Trịnh Kiểm đầu tiên là nhà Lê suy yếu xong thì lúc này hình thành nên ở ngoài Bắc có 2 chúa, đó là Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm. Hình thành nên 2 cái triều gọi là Nam Triều với Bắc Triều. Bắc Triều là nhà Mạc, Nam Triều là Nguyễn Kim. Thì sau khi Nguyễn Kim đánh thắng nhà Mạc thì Nguyễn Kim phò vua Lê lên làm vua, nhưng mà sau đó thì Nguyễn Kim bị chết và Trịnh Kiểm con rể Nguyễn Kim lên thay. Và lúc này thì có nhiều dự đoán là có nhiều sách là Trịnh Kiểm là người giết bố vợ, cho nên giết luôn cả Nguyễn Uông là con trai lớn của Nguyễn Kim á. Cho nên Nguyễn Hoàng là con trai nhỏ của Nguyễn Kim mới biết được là
mình có nguy cơ sẽ bị anh rể giết chết, cho nên Nguyễn Hoàng mới đến xin đến cho người đến gặp Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm để tham vấn. Thì Trạng Trình chắp tay đi sau đi chắp tay sau lưng và đi xung quanh cái hòn non bộ, và Trạng Trình mới nói là Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Thì ý của Trạng Trình á, là nói với Nguyễn Hoàng là hãy dựa vào dãy Trường Sơn thì sẽ giống như kiểu tồn tại được lâu á. Thì Nguyễn Hoàng mới cho về, mới nhờ chị gái là Ngọc Bảo, cái này Ly đọc ở truyện, Nguyễn Hoàng mới nhờ chị gái là Ngọc Bảo là xin trịnh kiểm là cho Nguyễn Hoàng vào cái vùng Thuận Quảng để sống. Thì Nguyễn trịnh kiểm thì thay vì nhổ cỏ nhổ tận gốc thì bây giờ cho Nguyễn Hoàng đi vào Thuận Quảng, thì cái nơi mà gọi là rừng thiêng nước độc, đất cằn sỏi đá mà, thì thôi đỡ phải giết. Thì trịnh kiểm đồng ý cho đi. Thì Nguyễn Hoàng mang theo rất nhiều người, phần lớn là những người thân thuộc và những người nghèo đói, thì đi vào cái vùng Thuận Quảng để khai khẩn. Rồi sau đấy thì hàng năm thì Nguyễn Hoàng vẫn mang lễ vật sang cống nạp, ra bắc cống nạp cho trịnh kiểm. Nhưng mà sau khi Nguyễn Hoàng vào đồng trong thì phát nông củ lương ăn cho những người đi cùng á, thì bắt đầu mở rộng từ từ, khai hoang từ Thuận Quảng vào dần dần tới trong Nam này, thì bắt đầu vô đến trong này thì thiên nhiên ưu đãi, rồi đất đai màu mỡ phì nhiêu, cho nên là chẳng mấy chốc thì rồi Nguyễn Hoàng lại miễn thuế rồi nọ kia, cho nên là người dân đằng trong họ làm ăn chẳng mấy chốc thì kinh tế đằng trong mạnh lên, và Nguyễn Hoàng không cống nạp nữa. Không cống nạp nữa thì Nguyễn Trịnh Kiểm mang quân vào đánh, hai anh em đánh nhau suốt mấy chục năm trời không phân thắng bại, thì lấy sông Danh làm giới tuyến. Đó, chia đôi ra là Trịnh Nguyễn phân tranh là vậy đó quý vị. Thì sau đó thì đến lúc mình là ông Nguyễn Hoàng mới được phong là được dân đằng trong gọi là chúa tiên đó. Và có 9 đời chúa quý vị, và 13 đời vua nhà Nguyễn ấy. Rồi bây giờ đi đọc tiếp nha. Nhưng đất nước chịu nhiều lắm, nhưng đất nước chịu lắm thăng trầm đau khổ từ khi nhà Lê mất ngôi, đưa đến cuộc nội chiến tương tàn Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài 200 năm. Người anh hùng áo vải cờ đào đứng lên thống nhất đất nước. Cái này Ly nói thêm xíu nhé, là sau khi mà phân tranh ra lấy sông Danh chia đôi đất nước, thì những chúa Trịnh và chúa Nguyễn sau đó thì lao vào ăn chơi và làm cho người dân vô cùng khốn khổ. Thì có ba anh em nhà Tây Sơn, Quang Trung, Nguyễn Huệ đó, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và Nguyễn Nhạc đó, thì nổi lên thì lật đổ chính quyền họ Trịnh. Thì họ xin lỗi họ Nguyễn. Thì Nguyễn Ánh mới đi cầu viện năm vạn quân Xiêm. Rồi Nguyễn Huệ đánh tan năm vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút. Rồi sau đó thì Nguyễn Huệ lại tiến ra Bắc để tiêu diệt tập đoàn họ Trịnh. Sau đấy thì Nguyễn Huệ giao quyền lại cho vua Lê, Nguyễn Huệ về đằng trong. Rồi Nguyễn Ánh lại đi mới bắt đầu cầu, Nguyễn Ánh đi cầu viện quân Pháp, và rồi dẫn đến là có Bá Đa Lộc và đạo Thiên Chúa đó quý vị. Đó thì còn ở đằng ngoài thì lúc này giao quyền cho vua Lê, thì vua Lê lại sợ Nguyễn Huệ, cho nên là mới đi cầu viện 29 vạn quân Thanh về. Thì Nguyễn Huệ mới tiêu diệt, lật đổ chính quyền họ Nguyễn xong, lật đổ chính quyền họ Trịnh xong. Lúc này Nguyễn Huệ thấy 29 vạn quân Thanh thì Nguyễn Huệ mới chính thức lên ngôi vua, và bắt đầu từ đây thì ta gọi là vua Quang Trung. Mà để phân biệt với nhà Nguyễn thì người ta gọi là triều đại Quang Trung là triều đại Tây Sơn. Bây giờ đi đọc tiếp nha. Người anh hùng áo vải cờ đào đứng lên thống nhất đất nước. Nhưng bất hạnh thay, vua Quang Trung quá đoàn mệnh. Nhà Tây Sơn chưa kịp vững ghế thì Nguyễn Ánh đã kéo quân ngoại xâm lật đổ nhà Tây Sơn, bắt mồi cho giặc đạo vào Việt Nam. Cái này tính Ly hay giải thích, bởi vì có người thì biết rồi, nhưng mà vì Ly thì có mục tiêu là Ly nói lên đây, Ly để dành trên này để cho những em nhỏ đó họ có thể biết được, cho nên Ly có thể nói hơn xíu, quý vị thông cảm dùm Ly nhé. Thì Ly nói chút một chút cái này thôi. Thì vua Quang Trung mất lúc sớm, mới có 40 tuổi quý vị. Thì có Ly đọc hai Ly đọc một cuốn sách thì người ta nói là có nhiều giả thiết, mà cho đến cái bây giờ thì cái
cái chết của Vô Văn Trung vẫn chưa giải thích được. Thì Ly đọc một cuốn sách thì có gọi là sách giả thiết thôi, là nói Càn Long khi mà đánh 29 vạn quân Thanh thì ông Càn Long lúc đó là bên Trung Quốc là Càn Long, thì Càn Long là một ông vua gọi là bách chiến bách thắng, mà lão luyện 80 tuổi rồi mà thua một cái người gọi là như Nguyễn Huệ là cũng nhục chứ. Thì Càn Long có tặng cho, sau đó thì Nguyễn Huệ vẫn sang triều cống, thì Nguyễn Huệ cho một người đóng Vua Quang Trung, xin lỗi, từ đây không gọi Nguyễn Huệ nữa mà gọi Vua Quang Trung, thì Vua Quang Trung cho một người đóng giả Vua Quang Trung thì sang sang giống như kiểu sang thăm đấy, để hai bên đi lại cũng thân thiết rồi. Thì Vua Quang Trung có tặng cho vua Càn Long có tặng cho Vua Quang Trung một cái áo long bào. Thì người ta nghi trong cái áo đấy đã được tẩm thuốc độc. Nhưng mà trong một lần Ly nói chuyện á, thì với bác Võ Đông Cung, nhưng mà bác Võ Đông Cung là một cái người con chiên, mà bác ấy nói là bác Ly có đưa cái giả thiết này ra hỏi bác, thì bác nói là bác ấy lại đưa ra cái giả thiết là có thể lúc đấy đó là khi mà những cái giáo sĩ họ đến họ truyền đạo, và họ cũng có thể là họ thấy là giống như đối thủ đáng gờm nhất, có nghĩa là cái người mà sẽ cản bước đường của họ là chính là Vua Quang Trung. Cho nên là mà ngày xưa đó các giáo sĩ đi truyền đạo luôn có thủ trong người một cái lời giống như kiểu một loại độc dược đó bà con. Đấy. Cho nên là ngay cả cái ông gì đọc mà của giáo hội mà đi sang Vatican chết bất tử hay năm cũng nhiều nghi vấn. Thì là bác Võ Đông Cung có nói với Ly vậy là nó cũng có thể như vậy nữa. Tại vì lúc đấy Vua Quang Trung rất là mạnh. Bà con tính đi, ba anh em áo vải cờ đào phất cờ lên, lật đổ chính quyền họ Nguyễn, họ Trịnh, tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm, đánh tan 29 vạn quân Thanh. Đó. Thì phải nói là những cái tên giáo sĩ họ rất là gờm Vua Quang Trung, cho nên cái chết của Vua Quang Trung thì theo Ly là có hai cái giả thiết đó. Đấy. Nhưng mà cũng không phải là chắc chắn. Người anh hùng áo vải cờ đào đứng lên thống nhất được đất nước, nhưng bất hạnh thay, Vua Quang Trung quá đoàn mệnh, nhà Tây Sơn chưa kịp vững ghế thì Nguyễn Ánh đã kéo quân ngoại xâm lật đổ nhà Tây Sơn, bắt mồi cho giặc đạo vào Việt Nam, gây chia rẽ trầm trọng giữa hai khối lương giáo. Ngay tại triều chính kéo dài cho đến khi Pháp lấy cớ giết đạo của nhà Nguyễn đem quân xâm lăng Việt Nam, Pháp đô hộ Việt Nam cả thế kỷ, đang tính việc biến Việt Nam thành một nước Pháp thu nhỏ ở, thì Hồ Chí Minh đánh thắng Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva chia đôi đất nước, lấy một phần chủ quyền dân tộc ở phía Bắc. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong Nam là nhà nước do Mỹ đẻ ra. Điều này dễ thấy khi điểm mặt các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa như Nguyễn Văn Thiệu, Cao Văn Viên, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Có, vân vân. Hầu hết đều là lính đánh thuê của Pháp. Họ trước đó là đánh thuê cho Pháp và sau này là đầu quân cho ông Diệt. Trong khi bên quân đội miền Bắc hoàn toàn không có lấy một tên lính khố đỏ hay khố xanh. Ngoài đám tướng tá có thành tích đánh thuê cho Pháp thì người đầu sỏ lập ra chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là Ngô Đình Diệm, là tên phản quốc mòn gót ăn nằm làm nô lệ tại các nhà chung của giặc đạo bên Pháp, Bỉ và Mỹ, đang lúc toàn dân Việt Nam phải hy sinh mạng sống và của cải để kháng chiến chống Pháp. Thì cái này Ly nói thêm xíu, thì trong cái thời gian là Ngô Đình Diệm là từ quan thì Ngô Đình Diệm đi ra nước ngoài và giống như kiểu sống ẩn giặt ở trong sống tá túc ở trong những nhà thờ nhà Nguyễn chủng viện ở nước ngoài để chờ ngày ấy, là giống như chờ cơ hội ấy, đó. Rồi nhờ công liếm giày cho Hồng Y Phen Mang, tên đại gian manh lông lá này đã vận động Mỹ đưa Diệm về Việt Nam hất cẳng Bảo Đại để làm tay sai cho Vatican và Mỹ, nắm quyền tại miền Nam Việt Nam. Hồng biến toàn bộ người Việt trở thành thây ma sống phục vụ cho công giáo La Mã. Chắc ai cũng từng đọc bức thư của Ngô Đình Thục viết cho Pháp,
Cái này thì Ly đọc rồi nhưng mà thôi hôm nay Ly không ấy nữa. Chắc ai cũng từng đọc bức thư của Ngô Đình Thục viết cho Pháp, kể lể công lao tam đại nhà nó phục vụ giặc xâm lăng như thế nào. Tưởng cũng đủ để biết bộ mặt thực của chế độ miền Nam do dòng họ Ngô Đình lãnh đạo. Dĩ nhiên là người Cộng sản cũng từng gây ra nhiều sai lầm đau khổ một bộ phận không nhỏ người Việt. Nhưng trên đường cứu nước chưa hề có đảng phái nào trơn tru đi đến thành công một cách dễ dàng mà không có sai phạm. Tuy nhiên, mục đích chính của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là hướng đến việc giành độc lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Từ khi Đảng được Hồ Chí Minh thành lập tại Hang Bắc Bó vào năm 1930. Cái này thì Ly chưa trao đổi lại với bác, nhưng mà chúng ta thì đều biết là Đảng Cộng sản Việt Nam là được thành lập ở Hương Cảng, Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, nhưng có thể bác nghiên cứu sâu hơn. Ngay bản thân tôi rất ghét Cộng sản, nhưng từ khi hiểu được từng bước khó khăn của Đảng trong công cuộc cứu nước, đưa đến vinh quang cho dân tộc như ngày nay, thay vì thù ghét, tôi đã cảm thấy đã đến lúc nên biết chung tay xây dựng một cộng đồng dân tộc trên hướng đi đến vinh quang. Nhưng tôi khác Hoàng Duy Hùng ở chỗ Hoàng Duy Hùng gần như tán dương mọi lãnh vực do Đảng điều phối. Còn với tôi cho rằng Việt Nam còn rất nhiều khiếm khuyết cần được kiện toàn để đi đến chỗ thống nhất lòng dân. Đó là phải tiêu diệt toàn bộ nạn tham nhũng, tham ô lãng phí. Tuyệt đối phải xây dựng một xã hội dựa trên lương tâm, trí tuệ và sự thật. Và để có lương tâm đúng, sự thật đúng thì việc đầu tiên là phải dạy lịch sử các tôn giáo cùng với sự phát triển văn hóa của chúng trong nhà trường, cho toàn dân biết rõ thực chất văn hóa và lịch sử của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Khổng giáo, vân vân. Và hãy xem các tôn giáo như các định hướng văn hóa trước khi lựa chọn cho mỗi người một nền tảng tâm linh đạo đức. Có thể ngày xưa Cộng sản có những sai lầm mang tính chủ nghĩa, nhưng sau khi khối Liên Xô tan rã, Đảng Cộng sản đã quay về với dân tộc, đã thiết lập một nền tảng quốc trị mang đậm dân tộc tính nhằm chống lại các thế lực ngoại xâm. Điều này được nhận rõ khi các khẩu hiệu như chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng muôn năm, cũng như hình ảnh Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông đã hoàn toàn được dỡ bỏ trên toàn lãnh thổ. Những ca ngợi không biết ngượng về Stalin như bên dưới cũng đã nhạt phai. Ông Stalin ơi, ông Stalin ơi, hỡi ơi ông mất, đất trời có không, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Yêu con, yêu nước, yêu nòi, yêu bao nhiêu lại, yêu người bấy nhiêu. Trong cuộc hội luận 30 tháng 4, độc đảng hay đa đảng, giải phóng hay thống nhất của kênh Nửa Vòng Trái Đất TV, chủ kênh đã phỏng vấn 5 người, bao gồm 2 thế hệ sống trên 2 quốc gia, Mỹ và Việt Nam. Tại Việt Nam, anh cũng tinh tế tuyển một người ngoài Bắc và một người ở Vũng Tàu. Tại Mỹ, có 3 người đều sinh trước 75, từng sống và làm việc tại Việt Nam trước 75. Chỉ một người duy nhất còn cho rằng ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Nhưng thù hận đã không còn nữa. Số còn lại tất cả đều đồng ý cho rằng ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng, hoặc ngày hòa bình, hoặc ngày thống nhất. Ngày nay người Việt Nam đã hướng nội, thương yêu nhau, cùng nhau quay về nguồn cội Lạc Hồng, về văn hóa Đông Sơn, Lưu Lâu, về Lý Thái Tổ, về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, về Trần Hưng Đạo, về Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Không còn ca tụng Stalin hay Lenin, biết cúng dỗ Hùng Vương thay vì dỗ tổ Adam của văn hóa Abraham. Chắc ai cũng biết Ngô Đình Diệm đã hủy bỏ ngày dỗ tổ Hùng Vương và hiến dâng đất nước cho nữ thần Maria của Công giáo Roma khi hắn cầm quyền tại miền Nam. Không ma này thì cũng ma kia. Năm 2010, Hà Nội tổ chức hoành tráng lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Ngày ấy tôi chợt nhận ra nhà nước Việt Nam đúng là đang hát tiếng hát rồng tiên của huyền thoại Việt Nam,
Tôi chợt thấy mình dâng trào niềm tự hào và dứt khoát từ bỏ lá cờ vàng của tuổi thơ vương vấn, chấm dứt mọi chống đối của tôi đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết chiếm quần đảo Trường Sa, Trung Quốc được gì? Bài này Ly đọc ở live trước à? Đoạn cuối, khi tôi nhắc đến quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và hô hào người Việt ở nước ngoài nên quyên góp ủng hộ chiến phí cho Tổ quốc khi Tổ quốc tấn công và chiếm quần đảo Trường Sa, Trần Ly đã đọc bài này lên một buổi live stream trên kênh YouTube Giải Độc Chính Trị. Có rất nhiều phê bình và chửi nào là bác que, nào là lão già phong bản mất gốc. Tôi chả nao núng, chỉ buồn cho vòng tay Việt Nam chưa thật đủ tròn. Quân đội Mỹ từ tàu sân bay Roosevelt đổ bộ viếng thăm Đà Nẵng, còn biết hát bài nối vòng tay lớn để biểu dương sự đoàn kết cùng nhân dân Việt Nam chống Trung Quốc. Trái lại, người Việt Nam trong nước lại kiêu hãnh, trơ lì một cách quá đáng và quay lưng lại khi có ai có quá khứ Việt Nam Cộng Hòa hô hào xóa bỏ hận thù để cùng nhau chống ngoại xâm. Ngày xưa, Ngô Đình Diệm thay vì làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã ngu xuẩn tự lựa chọn làm Tổng thống riêng của người Công giáo. Ngày xưa khi miền Nam được Mỹ bao thầu, chất đầy tiền của và súng ống để chống cộng, nếu họ tự hào về chính nghĩa và dám đại diện cho chính nghĩa, hẳn họ phải nghĩ đến nhân dân miền Bắc. Nhưng thay vì thắt lưng buộc bụng mưu tính cho đại nghiệp giải phóng thống nhất lãnh thổ, họ chỉ muốn thu mình lại thành một quốc gia tách rời khỏi cả chiếc nôi văn hóa lạc hồng lẫn cuốn rún mẹ Âu Cơ, chỉ muốn thu mình lại hùng cứ ở góc trời Nam, tự mãn với cơm áo gạo tiền được ngoại bang bố thí và không ngừng mơ tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ mãi mãi nuôi cơm, hoàn toàn quên rằng cơ đồ cha ông để lại là một giang sơn không biên giới. Và nếu muốn ngoại bang không dòm ngó thì phải biết tự đứng vững trên hai chân. Riêng miền Bắc, lúc nào Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chủ trương không quên đồng bào miền Nam ruột thịt. Lúc còn thù ghét Cộng sản, sáu chữ này đối với tôi là một sự trân tráo giả dối muốn đánh cướp đời sống giàu có của phương Nam. Nhưng khi trí óc đã chín mùi, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình chưa đáng xách dép cho Hồ Chí Minh. Lấy cái đầu con chim sẻ mà giải thích tư tưởng của cánh chim đại bàng. Bác ví bác là con chim sẻ, còn bác Hồ là cánh chim đại bàng. Sáu chữ đồng bào miền Nam ruột thịt là kết tinh của hồn thiêng sông núi, của anh linh và khí phách dấu nòi. Sáu chữ đồng bào miền Nam ruột thịt tuy nghe đơn sơ chân chất nhưng bao hàm ý nghĩa vô cùng vĩ đại. Nó có thể được thay bằng sáu chữ bảo tồn nguyên khí dân tộc. Nếu không có sáu chữ thiêng liêng này, miền Bắc cũng sẽ như nhà Trịnh, miền Nam cũng sẽ như nhà Nguyễn, hoặc như Bắc Hàn, Nam Hàn, sẽ chẳng bao giờ có ngày 30 tháng 4 đưa dân tộc đến vinh quang hôm nay. Nhưng ngày 30 tháng 4 chỉ là ngày thống nhất lãnh thổ địa chính, tức là ý bác là chưa thống nhất lòng người. Đảng Cộng sản Việt Nam còn có sứ mệnh mà Hồ Chí Minh đã di chúc rằng phải thực hiện đoàn kết dân tộc, hay nói cách khác là thống nhất nhân tâm về một mối, thực hiện giải phóng cả về văn hóa lẫn địa chính trên toàn lãnh thổ Bắc Nam. Giải phóng văn hóa cho người Việt Nam là nhắn nhủ nhà nước Việt Nam hãy đưa người Việt Nam bị nhồi sọ trong văn hóa Vatican trở về trong lòng dân tộc, hoặc là xóa bỏ văn hóa Vatican, hoặc là Việt Nam hóa văn hóa Vatican. Ý câu này thì Lê nghĩ là quý vị biết rồi nha. Lê muốn phân tích cho những bạn trẻ đó. Ý của bác là hoặc là xóa bỏ, nhưng mà xóa bỏ thì khó, mà chỉ có là hoặc là Việt Nam hóa văn hóa Vatican thì cũng giống như Trung Quốc ấy quý vị, là tách rời gọi là không liên hệ gì tới Vatican.
ai muốn đi theo đạo Công giáo cũng được, nhưng phải chịu dưới sự quản lý của nhà nước Trung Quốc, tài chính Trung Quốc nắm, và phong linh mục, phong giám mục, mọi cái là do Trung Quốc làm, do người Trung Quốc làm, không liên hệ bất cứ, không có bất cứ liên hệ gì với Vatican. Cho nên là rất nhiều những tác giả trên sách hiếm cũng muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ tách rời Vatican như vậy. Chừng nào tách rời được Vatican ra thì mới trở về với dân tộc thật sự. Ly đọc hết rồi. Thôi thưa quý vị, có sao cái này Ly không thấy bình luận gì hết trơn. Thế thôi nha, Ly đọc đến đây mình nghỉ nha quý vị. Cảm ơn quý vị nha. Xin chào. Xoa giúp mẹ nè. Muốn đồng nữa mà sợ mọi người chê dài. Mẹ có một bài hay lắm mà. Tắt đi con. Con đưa lên chưa?